Xin chào các bạn, hôm nay gia đình của mình bị hư cái máy rửa chén các bạn ơi Cho nên mình phải tới tiệm tên là Lowe's Tiệm này là chuyên bán những đồ dùng gia đình Tủ lạnh, máy giặt, rồi máy sấy rồi máy cắt cỏ Tất cả là những máy móc là nhiều ha các bạn ha Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đó, mình lựa Thì ở ngoài đường này các bạn Người ta bày bán rất là nhiều máy cắt cỏ đó cái máy như thế này thì khoảng 2.000 đô nha các bạn 2.000 đô là khoảng nhiều tiền Việt Nam ha à, 1.000 đô là 24 triệu 2.000 đô thì khoảng 48 triệu thì thuế vô thì khoảng gần 50 triệu nha các bạn đó quá chừng luôn thì mình mua một cái máy mình về mình vừa lái rồi vừa cắt cỏ ở trong vườn á, Nếu vườn nhà ai rộng nha các bạn còn vườn nhỏ nhỏ thì mình dùng cái máy đẩy là vừa rồi thì ở trong này chợ người ta bán rất là nhiều những đó đồ dùng cần thiết mọi thứ ha. Ở chợ này thì người ta bán đầy đủ tất cả các đồ dùng gia đình rồi đồ trang trí nội thất nha các bạn. Đó, các bạn nào ở Mỹ thích vô đây mua thì mua, chợ này thì bán giá phải chăng không có mắc quá thì hàng sử dụng cũng rất là tốt thì mình vô đây hôm nay mình tìm những cái máy rửa chén nào mà người ta giảm giá đó các bạn <laughs> người ta giảm từ 200 đô cho đến 300 đô thì mình thấy cái máy đó ở trên online người ta dùng người ta cảm thấy chấm điểm người ta thấy thích thì mình lấy nha các bạn còn cái máy nào mà mình xem mà ở trên online người ta dùng người ta cảm thấy là máy này sẽ nhanh hư hay lẽ gì người ta xài hư người ta lên trên đó người ta nói thì mình đừng có mua đó mình quan sát mình coi à, ngang ống trước người ta dùng như thế nào nếu dùng tốt á, thì mình mua nha các bạn thì hôm nay mình sẽ đi một vòng mình quay tất cả những cái máy rửa chén ở trong này thì mua được thì đem về nhà ráp cái máy này cũng rẻ ha khoảng 600 đô một cái máy máy này là máy giặt đó máy sấy ừ, đây là máy rửa chén nè ừ. hiệu à, LG cái hiệu này á, thì cái máy này để mình xem đó ở trong này các bạn thấy những cái ngăn để cho mình ướp chén vô trong đó mình ướp vô rồi mình bỏ xà bông vô mình bấm nút thôi là tự động nó rửa rửa xong là nó sẽ sấy khô cho mình luôn nha các bạn đó thì khi mình đem chén ra ăn thì chén rất là khô ráo mà sạch sẽ lắm thì gia đình của mình thì ít có khi nào mà rửa chén bằng tay mình thì chỉ tráng sơ rồi mình ướp vô trong này để rửa thôi các bạn nó đứng rửa bằng tay thì không đủ thời gian để làm những việc khác cho nên mọi thứ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn khi mình dùng máy nha các bạn bây giờ thì ông xã của mình thì cứ đi những cái máy nào mà giảm giá đó xem thử à, người ta sử dụng cái máy này có tốt không ha mình bấm lên cái phone mình tìm xem cái máy này người ta sử dụng có bị hư lỗi nào rồi nếu mà sử dụng tốt thì người ta cũng nói hết trên online mình tìm hiểu trước khi mua các bạn đợt trước mình mua mình mua đại mình không có tìm hiểu cho nên về cái máy bị lỗi bị hư bị hư hoài luôn cho nên đợt này có kinh nghiệm rồi nha các bạn nếu mà các bạn đi mua máy rửa chén thì các bạn cũng xem như vậy nha thì hôm nay mình sẽ chọn một cái máy khoảng 600 mấy đô người ta bớt khoảng 200 đô thì cuối cùng cái máy khoảng 400 đô mình đã mua về tới nhà rồi đó không biết mình với ông xã mình khiêng vô nhà có nổi không nữa <laughs> đi lòng vòng xem máy mà tới tối thui tối mờ tối mịt mới về tới nhà đã vô tới nhà rồi các bạn đây là cái máy cũ của mình ông xã ổng tháo ra ổng sửa tới sửa lui mà cuối cùng cái máy nó không có chịu không chịu tỉnh bây giờ thì cái máy cũ này của mình á thì mình sẽ lấy lại hai cái đồ ướp chén đó các bạn hai cái khung ướp chén ướp đũa dắt mũng thì mình sẽ lấy lại rồi còn cái phần máy thì mình sẽ bỏ ngay chỗ rác nha các bạn thì cái hai cái khung đó rất là tốt thì mình sẽ để vô trong gara mình ướp những cái loại chén nào mình ít xài tới rồi lâu lâu mình lấy vô mình xài một lần còn cái máy này thì các bạn đem những cái máy mà có thể làm phế liệu được thì mình đem ngay cái cái chỗ mà người ta thu phế liệu đó mình cho người ta còn mình đem tới cái chỗ mà người ta thu rác đó, là mình phải trả tiền rác nha các bạn đó ở Mỹ thì nó có cái chỗ à, thu sắt thu giấy thu nhựa thu phế liệu mình cho người ta đó à, thì mình đỡ phải trả tiền rác còn mình chở trực tiếp ngay tới cái chỗ bãi rác ấy, thì mình phải trả tiền à, người ta cân ký cái máy này bao nhiêu ký thì người ta sẽ lấy tiền rác đi đổ cho mình đó thì có dịp mình sẽ tới mình quay bãi rác ở mỹ cho các bạn xem rồi cái số tiền đổ rác bao nhiêu mình sẽ quay luôn cho các bạn xem nha thì bây giờ ông xã mình sửa soạn để kéo cái máy cũ ra ngoài rồi sẽ lắp ráp cái máy mới vô cho các bạn xem nha phần nước ở trong nhà mình lại nha các bạn mình khóa lại thì ở trong nhà sẽ không dùng được nước khoảng 15 phút sau khi mình sửa xong thì mình sẽ mở nước ra lại nha các bạn thì để cho cái phần ống nước nó khỏi bị tràn ra ngoài bây giờ mình sẽ mở hộp cái máy rửa chén ra đó <laughs> mấy rửa chén mới nè Bây giờ mình với ông xã tìm cách Sao mở ra rồi sẽ đẩy tới chỗ cái bếp Để lắp ráp vô đúng vị trí như vậy Để thay thế cho cái máy cũ Thiệt là tốt hôm nay Mình đã có máy rửa chén rồi Một ngày rồi Hai ngày rồi không có rửa máy Rửa bằng tay Thì mọi việc nó đều chậm xuống Thì bây giờ ừ, Ông xã đang tháo ra nè Đó <laughs> Các bạn thấy không? cây cối mình mê quá mình trồng cây cối tùm lum với chân ấy. Thì bây giờ sẽ dùng cái xe đẩy nhỏ nhỏ để mình cẩu cái máy lên mình đẩy tới để cho nó nhẹ. Nếu mình khiêng thì nó rất là nặng các bạn. Đó. Ở Mỹ thì mình dùng những cái vật dụng gì mà nặng á, mình hay dùng mấy xe đẩy này lắm thì bây giờ đây là cái đường ống nước nè đó ống nước còn đây là cái đường ống nước nóng đó cái ống bằng sắt bằng nhôm đó là đường nước nóng nó truyền vô trong máy này máy rửa chén lúc nào cũng rửa bằng nước nóng nha các bạn đó thì bây giờ ông xã của mình lắp ráp nè ừ, mở ốc ráp làm sao cho nó vừa vặn ngay chỗ cái khung đó đó thì mình sẽ đẩy vô ha đó thì ổng biết làm mấy cái này chứ <laughs> mình thì không biết mình chỉ đứng coi thôi <laughs> nhưng mà mình mình biết thay bánh xe đó các bạn <laughs> thay bánh xe hơi mình biết thay đó tại vì mình đứng mình nhìn ông xã làm rồi mấy cái đồ điện này thì mình cũng biết chút chút thôi biết thôi chứ mình chưa có động tới mình không làm nhưng mà khi không có ông xã mình mình có thể làm được hay quan sát ông xã sửa xe lắm <laughs> rồi bắt chước đó mình khoái bắt chước ông xã sửa mấy đồ đạc máy móc khi nào mình sửa được mình cảm thấy cũng vui lắm bây giờ thì mình với ông xã phụ nhau từ từ để đẩy cái máy mới này vô trong cái vị trí của máy cũ nha các bạn thì các bạn thấy ở trên cái máy có một miếng bông gòn mà loại dày Loại này là để cách nhiệt đó các bạn Giống như khi mình rửa chén á Nước nóng rồi cái máy nó nóng Nó không có lan tỏa cái nhiệt ra ngoài Nó làm hư cái phần gỗ ở ngoài với là cái phần gạch đó các bạn Đó, để mình chỉ phần gạch cho các bạn xem Đây nè, nó nóng quá thì nó sẽ hư cái gạch đó Thì... Đang tìm cách để đẩy máy vô Chút xíu nữa thôi là mình có máy rửa chén rồi Mấy ngày này không có rửa máy Thấy bận quá chừng Thì cái máy này mình mua khoảng 400 đô nha các bạn Thì khoảng 400 đô là bao nhiêu? Khoảng 9 triệu 6 ha Chưa tới 10 triệu tiền Việt Nam đó các bạn Rồi con ốc này nè Mình nâng máy lên hay mình hạ máy xuống gì đó Thì mình cứ vặn lên vặn xuống Khi nào mà cho vừa cái khung của cái máy thì thôi Mình đẩy vô trong ha đó các bạn, còn về phần nước rửa chén mà dùng cho cái máy á thì nó sẽ khác hẳn nước rửa chén mà mình dùng bằng tay để mình rửa thì lúc mới qua Mỹ mình không có biết các bạn mình rửa chén bằng máy cái mình lấy cái xà bông mà rửa chén bằng tay đó mình bỏ vô trong cái máy này xong mình bấm nút mình rửa chút xíu nữa cái nó rửa nó rào rào ở trong xong nó phình bọt ra trắng xóa nó bu lên nó tràn ra ngoài khỏi cái máy luôn các bạn nhìn thấy ghê lắm thì lúc đó mình bất cười mình chạy đi hỏi sao mà nó xì sau 20 phút thì ông xã của mình đã loay hoay vặn ốc rồi bắt đường ống nước nóng đường dây điện thì cuối cùng cái máy rửa chén đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ mình sắp có máy rửa chén mới để rửa rồi. Đó thì khi mình rửa chén thì mình xem cái máy này rửa có sạch không. Nếu không sạch thì mình à kêu người ta tới mình trả máy các bạn người ta tới tận nhà người ta lấy luôn đó được 3 tháng thử máy nha các bạn nếu mà mình không đồng ý thì mình trả trong vòng 3 tháng thì qua 3 tháng thì người ta chỉ bảo hành cái máy từ một năm cho tới 5 năm thôi đó trong vòng 5 năm người ta sẽ sửa máy cho mình còn mình được trả và đổi lại trong vòng 3 tháng nha các bạn ở Mỹ mua hàng sướng ha đó bây giờ tháo cái mặt giấy ra úp chén vô, rửa thôi các bạn. Thôi, video của mình tới đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn